Chào mừng quý vị đến với chương trình Tiêu điểm 365 được phát sóng trên Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Chương trình hôm nay có các nội dung đáng chú ý sau đây. Tết làm điều hay, thu hơn 10 tỷ đồng hỗ trợ nông dân nghèo tại thành phố Hồ Chí Minh. Phát hiện số lượng shisha nhập lậu lớn trong nhà hàng karaoke trái phép. Phối hợp giải cứu bé trai bị bắt cóc sang Trung Quốc. Chân dung người làm trẻ hóa giống cúc Đà Lạt. Thưa quý vị, tối ngày 6 tháng 1, Hội Nông dân phối hợp với Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức chương trình Tết làm điều hay năm 2017. Đây là chương trình thường niên thể hiện truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái, chia sẻ với nông dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Chương trình Tết làm điều hay Xuân Đinh Dậu 2017 đã vận động được hơn 10 tỷ đồng, hỗ trợ nông dân có hoàn cảnh khó khăn khoảng 1.500 phần quà Tết, tặng 1.500 suất học bổng lương định của cho con hội viên nông dân nghèo. So với các năm trước, chương trình năm nay có nhiều nét mới nổi bật hơn và ngày càng khẳng định được vai trò của mình đối với những người nông dân trên địa bàn thành phố. Năm 2017 này thì chúng tôi tiếp tục cái chương trình, nhưng nó có những cái mới, đó là chúng tôi tăng cường hơn cái việc là tổ chức để cho người nông dân có được những điều kiện để tổ chức cái tham gia sản xuất, tăng thêm thu nhập, góp phần giảm nghèo và tăng hộ khá trong cái chương trình giảm nghèo bền vững. Qua cái chương trình này thì các câu lạc bộ nông dân giỏi đã đóng góp và sẽ thực hiện các công trình nông dân giúp những nông dân vượt nghèo bằng cái những công trình thiết thực. Chương trình Tết làm điều hay đã được tổ chức qua 8 năm với tổng kinh phí vận động hơn 62 tỷ đồng và đã có hơn 10.000 nông dân được hỗ trợ từ chương trình. Qua mỗi năm, chương trình đều có sự thay đổi cả về chất và lượng nhằm đem đến thêm nhiều niềm vui cho những người nông dân có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt vào mỗi dịp Tết đến xuân về, thể hiện truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái của người dân. Vào sáng sớm thứ sáu hàng tuần, các chiến sĩ công an phường Tam Phú, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh lại chở những thùng cháo đến bệnh viện quận Thủ Đức để phát miễn phí cho bệnh nhân, người dân nghèo. Hoạt động thiện nguyện này nhận được sự ủng hộ của đông đảo người dân và hình ảnh những chiến sĩ công an trở nên thật gần gũi và cao đẹp. Cứ mỗi chiều thứ năm, các chiến sĩ công an phường Tam Phú, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh lại chuẩn bị những nguyên liệu để nấu cháo mang đến đặt trước sân bệnh viện quận Thủ Đức vào sáng hôm sau. Các anh phân công người múc cháo vào ly, người đóng nắp vào bịch rồi treo lên móc. Thậm chí các chiến sĩ công an còn mang cháo lên tận phòng đối với các trường hợp khó khăn. Được biết, Trung tá Nguyễn Văn Tài là người đã khởi xướng hoạt động thùng cháo từ thiện này, với hy vọng có thể giảm bớt phần nào khổ cực của người bệnh tại đây. Khi đến bệnh viện thì chúng tôi thấy rằng những người thăm nom bệnh viện, kể cả bệnh nhân bệnh viện, nhiều người gặp nhiều khó khăn. Khi muốn có một phần nào gửi cháo để ăn, để mà chữa bệnh thì không có, cho nên rất khó khăn thì đây. Thì ban chỉ huy của ban phường cùng với đơn vị để vận động anh em để đóng tiền để chia sẻ nỗi đau của khó khăn của nhân dân đến bệnh viện này. Với hành động thiết thực, người dân sẽ khó mà quên được tấm lòng ấm áp vì nhân dân của các chiến sĩ công an phường Tam Phú, quận Thủ Đức. Thưa quý vị, các đợt mưa lũ liên tiếp và bão ngoài khơi thời gian gần đây đã làm triều cường dâng cao, khiến cho kè chắn sóng ven biển Sa Huỳnh ở thôn Thạch Bi 2, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi bị sóng đánh vỡ nghiêm trọng. Bờ kè chắn sóng Sa Huỳnh bị sóng đánh hư hại khoảng 300 mét, trong đó có 10 mét bị hư hại nặng với nhiều khối bê tông vỡ ra ngổn ngang, khiến cho con đường Sa Huỳnh đi Phổ Châu dọc theo bờ kè cũng bị hư hỏng. Nhiều đoạn đường bị sóng luồn vào bên trong, kéo trôi hàng trăm mét khối đất đá khiến nền đường bị ăn sâu từ 2 đến 3 mét, gây nguy hiểm cho việc đi lại. Để ngăn chặn sóng biển tiếp tục làm kè bị hư hại, Ủy ban Nhân dân huyện Đức Phổ đã tạm ứng ngân sách khoảng 500 triệu đồng và đang tiến hành gia cố tạm thời bằng các bao tải cát và đổ đá. Đồng thời có văn bản đề nghị tỉnh đưa sự cố này vào diện khẩn cấp để có phương án hỗ trợ kinh phí sửa chữa. Tại 6 tỉnh miền Trung, dự án phát triển ngành lâm nghiệp đang được thực hiện từ năm 2005 đến nay đã là hướng đi mới cho người dân sống dựa vào rừng. Riêng tại Huế, dự án hỗ trợ cho trên 9.300 hộ gia đình với diện tích gần 13.800 hecta. Các hộ dân được hướng dẫn kỹ thuật, thông tin thị trường về sản phẩm, hỗ trợ giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp và hỗ trợ dây vốn sản xuất. Đặc biệt, việc cấp chứng chỉ rừng cho hộ dân đã hạn chế tình trạng khai thác khi gỗ chưa đến kỳ. Giá trị của gỗ cao hơn nhiều lần, đầu ra sản phẩm được đảm bảo, thu nhập trên một hectare rừng tăng gấp 3-4 lần so với trước đó. Nằm trong chuỗi các hoạt động của tuần lễ du lịch Đồng Tháp 2017, sáng ngày 7 tháng 1 năm 2017, tại công viên Sa Đéc, lễ hội đường phố đã chính thức được khai mạc, phục vụ nhu cầu tham quan giải trí của người dân. Lễ hội có sự tham gia biểu diễn của trên 500 nghệ sĩ, diễn viên, đoàn viên thanh niên và sinh viên, học sinh đến từ các câu lạc bộ trong và ngoài tỉnh Đồng Tháp với rất nhiều hoạt động phong phú hấp dẫn như biểu diễn lân sư rồng, võ thuật, búa nghệ thuật, xiếc ảo thuật, biểu diễn trống kèn,
trượt patin nghệ thuật cùng với nhiều điệu múa đặc sắc như múa mâm, múa Khmer, múa nón, múa Carnival, múa điệu cồng chiêng, tung hứng, nhảy hip hop và các trò chơi dân gian. Hoạt động lễ hội đường phố tại thành phố Sa Đéc diễn ra từ ngày 7 tháng 1 đến ngày 13 tháng 1 năm 2016. Cái ngày đầu khai mạc đã có hàng trăm người dân đến xem, cổ vũ và chụp ảnh. Để kịp khai trương đường hoa Nguyễn Huệ Tết Đinh Dậu vào ngày 25 tháng 1 năm 2017, tức 28 tháng Chạp tới, những ngày này các nghệ nhân đang khẩn trương hoàn thành các linh vật và tiểu cảnh cho kịp tiến độ. Lấy ý tưởng từ chủ đề thành phố mang tên Bác, khát vọng ngời sáng, đường hoa năm nay sẽ ứng dụng nhiều công nghệ mới, đang xen giữa động và tĩnh, giữa âm thanh và ánh sáng, giữa truyền thống và hiện đại. Có khoảng 180 loại hoa được trưng bày, gần gấp đôi so với mọi năm. Đặc biệt, biểu tượng linh vật của năm Đinh Dậu là đại cảnh xuân sum họp với gia đình gà. Có 17 thành viên tượng trưng cho năm 2017. Các công đoạn chuẩn bị đến nay đã đạt trên 80%. Nhân dịp chào đón năm con gà Đinh Dậu 2017, sáng ngày 7 tháng 1 năm 2017, họa sĩ Giang Phong cùng nhóm các nhiếp ảnh gia nhóm bạn tuổi gà 1969 đã có buổi triển lãm giới thiệu các tác phẩm mang chủ đề Dậu đến công chúng. Nổi bật nhất là 12 tác phẩm về con gà của họa sĩ Giang Phong. Phần lớn các bức tranh vẽ con gà trống, trong đó tác giả diễn đạt nhiều loại gà khác nhau như gà điều, gà tre lai tộc, gà lưng phượng, gà mía, gà rông tảo, gà nòi. Những con gà của họa sĩ Giang Phong, sắc màu tươi tắn, sống động, được những người yêu hội họa đánh giá cao về sự tinh tế và nghệ thuật trong từng bức tranh. Gà thì là một cái biểu tượng của truyền thống phương Đông và phương Tây. Con gà là biểu tượng của nhà nông mà, cho nên nó có một cái gì đó rất tinh tế và may mắn. Mình vẽ gà, mục đích cũng để truyền tải cái thông điệp đến mọi người là một năm mới đầy may mắn và hạnh phúc. Họa sĩ Giang Phong cho biết, những bức tranh gà này được vẽ trong thời gian 3 tháng gần đây. Họa sĩ mong muốn những bức tranh gà của mình sẽ đem đến một lời chúc tụng và ước vọng cho một năm may mắn. Quảng Bình với hơn 300 hang động lớn nhỏ có giá trị hàng đầu thế giới, luôn là điểm đến hấp dẫn du khách trong nước và nước ngoài với loại hình du lịch khám phá hang động. Hiện ngoài các tuyến du lịch đặc biệt như khám phá Sơn Đòn và các loại hình du lịch mạo hiểm, khám phá hang động, leo núi, đi bộ, vượt thác trong rừng, tỉnh Quảng Bình cũng hỗ trợ các doanh nghiệp du lịch khai thác tuyến điểm mới, hang pha, hang nước nước, tuyến thung lũng sinh tồn xuyên hang tối. Khai thác du lịch nhưng luôn coi trọng việc bảo tồn các giá trị thiên nhiên đã và đang tạo nên uy tín và thành công của du lịch hang động tại Quảng Bình. Vừa qua, trang CNN của Mỹ đã công bố danh sách những món ăn đường phố đáng thưởng nhất thế giới năm 2017, trong đó có món bánh xèo của Việt Nam. Bánh xèo có lớp vỏ ngoài giòn, mỏng tan, được chiên trong chảo trên than hồng. Bên trong là lớp dân làm từ thịt heo, tôm, giá đỗ. Điểm đặc biệt làm nên món bánh xèo có miệng là ăn kèm với các loại rau thơm, chấm ngập trong chén nước chấm được pha chế cầu kỳ theo công thức gia truyền. Bánh xèo với chữ hương vị rất riêng là dấu ấn đậm đà cho mỗi du khách khi thưởng thức món ăn này ở phố phường Việt Nam. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống năm đời làm kẹo tại Tây Ban Nha, chàng trai Victor Sino Sapo đã sớm bén duyên với nghề làm kẹo. Đến Việt Nam hơn 3 năm, Victor ngày đêm thăm dò khẩu vị và thị hiếu kẹo của người Việt Nam. Để tạo ra một loại kẹo handmade, sử dụng nguyên liệu 100% tự nhiên. Nguyên liệu chính của những viên kẹo này chiết xuất hoàn toàn từ mật mía, thảo dược, các hương liệu thiên nhiên như nghệ, mật ong, hoa artichoke đỏ, dừa và vỏ chanh. Một ngày, Victor xuất xưởng khoảng 200-300 cây kẹo hữu cơ. Trong tương lai, Victor sẽ sử dụng cacao Việt Nam để sản xuất ra một loại sô-cô-la riêng của người Việt. Chuyển sang các thông tin an ninh trật tự và an toàn giao thông. Thưa quý vị, đến 2 giờ sáng ngày 7 tháng 1, lực lượng đoàn 2 kiểm tra liên ngành văn hóa xã hội thành phố Hồ Chí Minh mới hoàn tất xử lý một nhà hàng tổ chức hát karaoke trái phép. Qua kiểm tra, nhà hàng này có một loạt sai phạm, trong đó có nhiều hành vi nghiêm trọng như nhập lậu một lượng lớn thuốc shisha không nguồn gốc, treo tranh ảnh khiêu dâm đồi trụy và không có phương án phòng cháy chữa cháy khi xảy ra sự cố. Theo đó, kiểm tra công ty trách nhiệm hữu hạn nhà hàng ăn uống King Star ở địa chỉ 3133 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, phát hiện tại 7 tầng của tòa nhà đều tổ chức cho khách hát karaoke trái phép. Kiểm tra hệ thống phòng cháy chữa cháy tại đây, lực lượng chức năng phát hiện hệ thống báo cháy đã ngưng hoạt động. Quản lý nhà hàng cũng không cung cấp được các phương án phòng cháy chữa cháy thoát hiểm nếu xảy ra sự cố. Tiến hành kiểm tra chi tiết bên trong các phòng hát karaoke, phát hiện nhà hàng treo hàng loạt tranh ảnh khiêu dâm đồi trụy. Cơ sở này còn nhập lậu một lượng lớn thuốc shisha không rõ nguồn gốc, hàng chục bình hút shisha được lực lượng chức năng phát hiện cất giấu trong nhà kho. Lực lượng đoàn 2 ghi nhận và tiến hành xử phạt 9 lỗi vi phạm đối với nhà hàng này. Ngày 6 tháng 1, tại vạch phân định cầu Bắc Luân, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, lực lượng công an biên phòng Móng Cái đã tiếp nhận từ công an thành phố Đông Hưng, Trung Quốc, một bé trai tên Nguyễn Du Kỳ, sinh năm 2014, bị lừa bán sang Trung Quốc.
cháu Kỳ là con của chị Nguyễn Gia Bảo, trú tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 2 tháng 12 năm 2016, do quen biết và tin tưởng ông Chuan Guo Chen quốc tịch Đài Loan, nên chị Bảo đã đồng ý cho cháu Kỳ ở lại chơi tại khách sạn ông Chuan Guo Chen đang ở. Khi chị Bảo quay lại đón thì ông Chuan đã đưa Kỳ ra Hà Nội với tên khác và mang sang Trung Quốc theo đường tiểu ngạch. Từ tin trình báo của chị Bảo, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an đã phối hợp với Công an Trung Quốc nhanh chóng xác minh điều tra vụ việc và giải cứu thành công cháu Nguyễn Du Kỳ bị lừa bán tại khu Nam Hải, thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Những ngày qua, tại bến khách ngang sông Chợ Miễu, huyện Hồng Ngự qua phường An Thạnh, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, liên tục xuất hiện hình ảnh một nam thanh niên trong bộ dạng tật nguyền đi ăn xin cùng một cháu trai bị bệnh được ẵm trên tay, cùng cam kết xin đủ 50.000 đồng. Tuy nhiên, nhiều người không khỏi bức xúc vì hình ảnh này cứ tái diễn. Theo ghi nhận của nhóm phóng viên, tầm 7 giờ sáng cho đến trưa, nam thanh niên với bộ quần áo cũ, mặc đeo khẩu trang kính, mang ba lô, chân tật quyền, ẵm trên tay bé trai khoảng 5-7 tuổi với bộ dạng như bị bệnh. Trên tay cầm giấy ghi dòng chữ, con tôi bệnh xin ít tiền đủ 50.000 đồng để về Tam Nông. Hình ảnh này khiến người đi đường không khỏi thương cảm cho số phận của thanh niên này. Song được biết trước đó, cùng với chiêu thức tương tự, nam thanh niên này cũng lân la đi ăn xin ở các tuyến đường nội ô thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Trên tay lại cầm giấy ghi dòng chữ, con tôi bệnh xin ít tiền đủ 50.000 đồng về học ngữ. Tuy nhiên, nếu quan sát kỹ, nhiều người không khỏi bất ngờ vì chân của người này không hề bị thương tật và hình ảnh này không phải diễn ra trong 1-2 ngày mà tái diễn trong khoảng 1 tuần sau đó. Cũng tại bến xe khách ngang sông này, với chiêu thức cũ nhưng chỉ với bộ đồ khác, nam thanh niên vẫn lực la xin xỏ lòng thương của nhiều người. Vào khoảng 1 giờ sáng ngày 7 tháng 1, các lực lượng công an tỉnh Cà Mau đã phát hiện và kịp thời ngăn chặn một nhóm đối tượng thanh thiếu niên đang tiến hành đua xe và cổ vũ đua xe trái phép. Nhận được tin báo tại địa bàn ấp Cây Trâm, xã Định Bình, thành phố Cà Mau, các lực lượng đã tổ chức triển khai kế hoạch ngăn chặn, phát hiện lực lượng các đối tượng tham gia không chấp hành hiệu lệnh dừng xe mà tiếp tục tăng tốc với tốc độ cao, một số khác bỏ cả xe để tháo chạy. Lực lượng đã tạm giữ 12 đối tượng có liên quan đến hành vi đua xe và cổ vũ đua xe trái phép. Đa số các đối tượng có liên quan đều có tuổi đời còn rất trẻ nhưng hết sức liều lĩnh, điều khiển xe đã được cải tiến, một số thay đổi cả kết cấu máy, ống giảm thanh, thậm chí tháo gỡ cả đèn chiếu sáng. Được biết thời gian gần đây tại địa bàn ấp Cây Trâm, xã Định Bình, thành phố Cà Mau đã xuất hiện nhiều nhóm thanh thiếu niên tụ tập để đua xe và cổ vũ đua trái phép đoạn từ xã Định Bình về thành phố Cà Mau, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự an toàn giao thông. Hiện các đối tượng có liên quan đang được tiếp tục điều tra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Từ khi trạm thu phí đường quốc lộ 1A đoạn qua xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị đi vào hoạt động, nhất là những ngày gần đây khi giá vé qua trạm tăng lên, mỗi ngày nơi đây lại có hàng trăm lượt xe chạy vào khu dân cư để né trạm, gây mất an toàn giao thông và phá hỏng hệ thống giao thông nông thôn. Theo ghi nhận, chỉ trong vòng 30 phút, hàng chục xe tải, ô tô đã đi tắt từ đầu làng Tả Kiên qua Tiền Kiên rồi vòng qua làng Trà Liên Tây ra quốc lộ 1A để né trạm thu phí. Do trạm thu phí nằm ở khoảng giữa các làng, quãng đường đi phòng chỉ mất thêm chưa đầy 2 km, nên các tài xế không ngần ngại đi phòng né trạm. Được biết, cầu Bến Lội được xây cách đây 25 năm, chỉ đảm bảo lưu thông cho những phương tiện có tải trọng dưới 2,5 tấn. Tuy nhiên, hiện tại vì phương tiện có tải trọng gấp 5 lần vẫn chạy qua cầu dẫn đến nguy cơ xuống cấp, gây nguy hiểm cho người dân. Lượng xe mà tránh qua địa bàn là bình quân một ngày là từ 300 đến 400 chuyến một ngày. Nhưng mà từ đầu năm 2017 đến nay, cái trạm thu phí nâng giá lên, do vậy cái lượng xe bây giờ là lên 800 đến 900 chiếc mỗi ngày. Với cái lưu lượng như thế này là cái sức cầu Bến Lội xây dựng từ năm 1991-92, cái vốn này do nhân dân đóng góp, với cái công trình chất lượng á, là từ nhân dân xây dựng không qua cái kiến trúc giám sát của đơn vị nào. Do vậy chúng tôi rất sợ rằng nếu mà không có cái sự quan tâm của cấp trên là với cái tính mạng tài sản, đồng thời cái cầu Bến Lội này là sụp đổ bất cứ lúc nào. Để đảm bảo an toàn giao thông cho người dân, thiết kiện các cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc xử lý dứt điểm tình trạng trên nhằm đem lại cuộc sống yên bình cho người dân, đồng thời tránh thất thu cho nhà đầu tư khi thi công tuyến quốc lộ 1A. Rạng sáng ngày 7 tháng 1, một vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô tải và xe đầu kéo đã xảy ra trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn ấp Me, thị trấn Tân Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 0 giờ 10 phút ngày 7 tháng 1, xe ô tô tải biển số 69C00837 do tài xế Bùi Văn Tạng, sinh năm 1968, ngụ thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau, điều khiển chở nước sơn đang lưu thông trên quốc lộ 1A, hướng đi từ thành phố Hồ Chí Minh về ngã ba Trung Lương. Khi đến địa bàn ấp Me, thị trấn Tân Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, thì bất ngờ tông mạnh vào phần sau xe đầu kéo biển số 51C90759, kéo theo rơ móc biển số 51R30785 do tài xế Vũ Ngọc Tuấn, sinh năm 1983, ngụ huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng,
điều khiển chở sắt đang bị hư và dừng xe trên làn đường dành cho xe ô tô. Sức tốc mạnh làm phần đầu xe tải biến dạng, nước sơn từ trên xe tải đổ tràn xuống mặt đường. Trong lúc tài xế trên xe tải bước xuống đường để vào lề, thì phần cabin xe tải bốc khói và lửa bùng cháy. Lúc này người dân ở ven đường nhanh chóng dập tắt ngọn lửa, nên hậu quả xảy ra không lớn. Thì vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Cuối cùng là tiểu mục vấn đề hôm nay. Thưa quý vị, làng hoa Thái Viên từ lâu được xem là thủ phủ của hoa cúc Đà Lạt. Để bảo tồn và nhân giống các loại hoa cúc có chất lượng tốt và cho năng suất cao, đáp ứng nhu cầu và thị hiếu của người tiêu dùng, anh Lê Văn Hải đã tìm tòi, nghiên cứu thành công hơn 10 loại hoa cúc sạch bệnh để cung cấp cho người trồng hoa nhằm xây dựng và phát triển thương hiệu hoa cúc Thái Viên Đà Lạt. Anh Lê Văn Hải đã tìm tòi và nghiên cứu hơn 15 năm để nhân giống các loại hoa cúc truyền thống bằng phương pháp cấy bô nhằm trẻ hóa giống hoa cúc đang bị thoái hóa dần. Đến nay, anh Hải đã có khoảng 10 giống hoa cúc sạch bệnh được sản xuất theo quy trình khép kín từ phòng cấy bô đến vườn ươm, vườn sản xuất đối chứng để cung cấp cho người trồng hoa khắp các địa phương trong cả nước. Mỗi năm anh bán trên 20 triệu cây giống hoa cúc đạt năng suất và chất lượng cao hơn các giống cũ. Người ta chỉ lấy cái mầm của nó, người ta tự nhân cấy ra. Sau một thời gian là nó bị nhiễm bệnh, với lại nó bị thoái hóa. Thì lúc đó mình mới nghĩ ra là mình mở phòng thí nghiệm. Thì thời gian đầu tất nhiên phải học hỏi nhiều nơi, nhưng mà nó cũng không phải là nó dễ thành công. Trong một thời gian đầu nó cũng bị thiệt hại rất nhiều, tại mình chưa có kinh nghiệm. Sau một thời gian khoảng trên một năm lúc đó thì nó gọi là tương đối thành công, cho đến tới bây giờ thì gọi là tạm gọi là thành công được. Thì những cái phòng cây mô như anh Hải là đã ra đời, và những cái phòng cây mô này thì đã làm trẻ hóa và test những cái bệnh trong cây, cho người nông dân trồng được một cái cây khỏe thì cho ra một thương phẩm là tốt. Quy mô sản xuất nhà kính của gia đình anh Lê Văn Hải với 2,5 hecta sản xuất hoa cúc kinh doanh và 4 hecta sản xuất bồng giống từ cây cấy mô thương phẩm đã giải quyết việc làm thường xuyên cho 25 đến 30 lao động. Từ đó anh Lê Văn Hải nhiều năm liền đạt danh hiệu nông dân sản xuất giỏi. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chương trình Tiêu điểm 365 được phát sóng trên đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng. Xin kính chào và hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai. Lâm Đồng hấp dẫn tour du lịch chèo thuyền ngắm lá phong trên hồ Tuyền Lâm. Thành phố Hồ Chí Minh cần cẩu đổ trước nhà dân khiến cho một người bị thương. Đồng Tháp cháy lớn thiêu rụi nhà kho chứa gỗ, thiệt hại gần 3 tỷ đồng. Lâm Đồng triển vọng từ giống khoai tây sạch bệnh cho nông dân.